Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn Baby. Ok, thì hiện tại là 7-8 giờ sáng gì đó. Và tại vì mình cũng có nhận được rất là nhiều cái những cái comment kiểu như là kêu mình làm cái reaction cho cái miếng thịt bò này đi, cái beef này đi. Thì ok, vì gọi là cái tấm lòng, gọi là tình thương, gọi là mến thương này, nên là mình rất là chiều lòng những cái bạn viewer ngoài kia. Và thực ra thì đối với cái beef này thì mình cũng chưa có tìm hiểu rõ, cũng như là lý do tại sao lại có cái beef này nổ ra và nó như thế nào. Nhưng mà ở đây thì mình có thấy là hai nhân vật chính là sẽ có là Linh Thộn và Gothic. Tại vì ở thời điểm hiện tại là mình nhập gọi là tham gia gọi là nhiều kiện cái beef này cũng khá là trễ. Hiện tại là đã có round 2 rồi và bây giờ mình mới làm cái reaction cho round 1. Thì nếu mà các bạn có biết rõ về cái thông tin về cái beef này thì các bạn cứ comment phía bên dưới nha, để cho mình biết nó rõ hơn. Tại vì mình cũng khá là lười đi kiếm thông tin và các thứ. Ok, và như mình nói rồi, thì ở thời điểm hiện tại thì mình cũng chưa có biết là tại sao có cái beef này nổ ra và như thế nào. Và cái lý do mà duy nhất để mình làm không phải duy nhất, nhưng mà cái lý do để mình làm cái reaction này là tại vì cái thứ nhất là do có rất là nhiều bạn comment phía bên dưới, và cái lý do thứ hai đó là có Gothic. Đối với mình, một trong những cái rapper gọi là ở thời điểm hiện tại mình rất là respect đó là Gothic. Tại vì thay vì những rapper khác thì họ đã lên mainstream hoặc là họ đã có một cái thành tựu gì đó cho bản thân mình rồi, thì Gothic vẫn stick với lại cái việc mà làm rap battle, rap dissing rồi cái thứ. Thì mình rất là respect cái việc đó, và mình cũng là, mặc dù là không phải là fan của Gothic ha, nhưng mà mình rất là respect những cái gì mà Gothic đang làm. Ok, và chắc là chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần reaction luôn. Ok, ok, thì trước khi bấm play thì chắc là các bạn cũng biết mình sẽ nhắc nhở các bạn video đúng không? Always stay hydrated, hãy nhắc nhở những người xung quanh uống nước nha. Thì ở thời điểm hiện tại là mới 7-8 giờ sáng thôi, nên mình phải làm một ngụm nước, mình chưa ăn sáng như gì cả. Và shout out cho cái channel Tiger VN Under đã collect những cái bài hát này với nhau lại để làm ra một cái video round 1. Thì tại vì khi mà có những cái video này á, thì mình không cần phải mất nhiều thời gian để đi tìm thêm tư liệu rồi các thứ. Thì mình không nhận VI gì hết ha, đây chỉ là shout out cho những người anh em này thôi. Ok, và chắc là chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Let's go baby. Sorry, sáng sớm giọng mình nghe hơi kiểu let's go. Ooh, old school. Let's sound solid, hardcore. Let's sound solid, đánh chó. Hey. Let's sound solid, đeo cái ngó mà chú bố mày đéo thích. Mấy thằng cu cách mày rap nghe rất là ngu, bởi vì bố mày đéo thích cách mày flow, cách mày ăn cắp phong cách của nhau, bởi vì bố mày đéo thích cách mày thu, cách mày rap nên là hát đi thằng ngu, bởi vì bố mày đéo thích, bố mày đéo thích, hiểu không? Bố mày đéo thích, bố mày đéo thích cách mày con chó này rap. Bố mày chỉ thích mày nằm trong body bag, bởi vì cô gặp nhau ngoài được thì đừng có bắt tay làm quen, vì bố mày đéo thích giao du với mấy thằng chửi fan. Nhìn em rap game giờ toàn tam sao thất bản, thằng nào cũng như người máy thì nói thật bố mày rất nản, gọi là underground vì tự tay mày nào cũng như người máy, là nói về kiểu xài tool rồi cái thứ đúng không? Và kiểu người máy là kiểu giống nhau rồi cái thứ nữa. Kéo xuống, dọn cái bài rap mày nói thật là tất đéo muốn. 100% chuột flow, chuột punchline, giờ sẽ cả rap một đường như sunlight. Đơn giản là dòng vệ sinh chứ chẳng có gì to tát. Đóng hòm chúng mày để mở ra cái cửa mới dành cho rap. Có mấy thằng đá fake, có fake cả đời vẫn đéo thể real. Coi chừng vì bình bóng mà không cần thật để mất người yêu. Vì một khi tao đã thích thì chắc chắn sẽ đéo nói, nhưng một khi để tao phải nói thì đơn giản dễ hiểu. Bố mày đéo thích mấy thằng cu, cách mày rap nghe rất là ngu, bởi vì bố mày đéo thích cách mày flow, cách mày ăn các phong cách của nhau, bởi vì bố mày đéo thích cách mày thu, cách mày rap nên là hát đi thằng ngu, bởi vì bố mày đéo thích, bố mày đéo thích, hiểu không? Bố mày đéo thích, bố mày đéo thích cách mày ăn mặc, quần mày hợp cái clip, đầu mày đội cái khăn mặt, đầu mày đội khăn mặt.
cái hình đổi khăn mặt. Chúng mày tai tiếng hay là chúng mày tai biến, bố đéo thích bị sai khiến cho nên chọn nói lời chân thật. Beat thì cũng lit đấy nhưng mà chúng mày rap chán, bố mày đéo thích cái thứ âm thanh mà chúng mày phát tán. Thằng nào cũng là sao nhưng mà sao là sao chép, nghe tin tưởng là chúng mày khác nhưng đồng giác này chung một đáp án. Bố mày đéo thích mấy cái thằng rapper lề đường, chúng mày đéo đủ tuổi thì bố cũng cho về vườn. Ghét cả mấy thằng thì rap Việt vẫn đéo có fan, đéo có tài để truyền thông cũng không thể kéo nó lên. Bố đéo thích hẹn gặp làm phiền đồng nghiệp, đéo bận đít cả fit làm tiền đồng nghiệp. Ta đéo thích xâm phạm vào cái quyền đồng nghiệp, nên ta đéo thích nhận biết rồi quỵt tiền đồng nghiệp. Nhưng tao ghét nhất mấy cái thằng lyric của fake, nếu có dịp on mic thì bố mày giết mày chết, bố mày chửi chết mẹ mày chứ tao đéo nền nang. Đéo ngại làm thằng rapper để cho bọn chúng mày ghét, mấy con chó lo cái đầu đến cái bọng của bọn tao. Đã cướp lời ăn cắp flow còn muốn lấy giọng của bọn tao. Thằng nào cũng là rapper, thằng nào cũng là chiến thần, nhưng lúc bố mày nhắc khéo lại đéo dám động vào bọn tao. Bố mày đéo thích mấy thằng pu, cách mày rap nghe rất là ngu. Bởi vì bố mày đéo thích cách mày flow, cách mày ăn các phong cách của nhau. Bởi vì bố mày đéo thích cách mày thu, cách mày rap nên là hát đi thằng ngu. Bởi vì bố mày đéo thích, bố mày đéo thích, hiểu không? Bố mày đéo thích, bởi vì là bố đéo thích nên là bố mày flow. Bởi vì là bố đéo thích mày con chó này flow. Bởi vì là bố đéo thích nên là bố mày flow. Nói chung là bố đéo thích mày con chó này đâu. Bởi vì là bố đéo thích nên là bố mày flow. Bởi vì là bố đéo thích mày con chó này flow. Bởi vì là bố đéo thích nên là bố mày flow. Nói chung là bố đéo thích mày con chó này đâu. Đéo thích. À, cái lý do mà tại sao là mình lại kiểu hype như vậy là tại vì chắc là các bạn cũng biết về cái việc mà ở thời điểm hiện tại thì kiểu mọi người cũng nghe autotune rồi kiểu new wave, new school khá là nhiều rồi. Nên là cái việc mà có một cái bài nhạc mà đem lại một cái con beat old school đó, thì đối với một cái người mà mình nghĩ đây là cũng sẽ có rất là nhiều bạn như mình là kiểu thích hip hop cũng rất là lâu rồi, thì cái việc mà có một cái con beat old school trong cái thời điểm này thì rất là một cái gì nó rất là đổi mới, mặc dù không mới mà nó rất là mới, nó rất là kiểu rất là thích luôn. Tại vì ở thời điểm hiện tại như các bạn biết đó, thì ở thời điểm hiện tại thì các bạn kiểu những cái rapper khác thì chơi những con beat rất là căng, hoặc là sử dụng tune rồi các thứ, trap rồi các thứ, thì một cái con beat old school như vậy thì và kiểu phân bổ cấu trúc rất là hay ha, mình rất là thích cái khúc cuối luôn. God damn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Gothic, một cái người mà mình luôn respect, cũng như là mặc dù không phải là fan nhưng mà thực sự là phải công nhận về cái tài năng của Gothic về trong cái việc dissing người khác. Tại vì những cái lyrical rất là nghe rất là nặng và kiểu kiểu gặp mình cũng không muốn kiểu gây beef với lại Gothic nữa. Nhưng mà let's go. Nếu mà các bạn có biết rõ về cái beef này thì các bạn hãy comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Tại vì mình cần thêm thông tin, tại vì khá là lười á, nên là mình cần thêm thông tin. Thì ở thời điểm hiện tại đã có round 2 rồi, thì khi mà các bạn comment thì mình sẽ có thêm thông tin để mình làm cái reaction thứ hai cho cái round 2 này. Ok, tại vì damn, tới đây mình đã thích rồi đó. Con beat rất là old school. Bây giờ chúng ta đến Gothic đây nè. Chắc là con beat của Gothic sẽ rất là căng đây, tại vì đa phần ở thời điểm hiện tại thì như vậy. God damn. Uống một ngụm nước đi. Oh. Hai con super rảnh lồn all mày kêu tao. Đéo ngăn mấy thằng danh hôn cổ mày kề dao. Thách thức thì tao cho cách trước, muốn thử độ sắc thì kiếm lại đành riêng. Hôm nay hiệp hội chó của con thích trân trọng mở lễ kết nạp với thành viên. Hàng tần hoàng tuần là ký sinh trùng bắt tàn đến cả đời. Nó chỉ dám đi fit sơ bú đít lên môi Mr. cười mày ấu đi trừ lại thì nó lại im thít. Vít bắc nam hoàng tuấn cũng thích cho nhưng chỉ fit khỉ đột để ghé được chút fan. Trình độ bản lĩnh bé như não linh thôi thì cả đời bú cặp cũng đéo lại phút lên. Tao rap 4 năm hơn mày rap gần chú. Hai triệu tám tao nhưng bị tao thuần phục. Đéo thích độ cao như lại mấy chip kim sở thích bóp dài khiến mấy thằng đần nhục. Chăm tay xin chú hãy nghĩ suy vì sắp rời hạ giới này nó vẫn còn đầy. Hãy trả con vật giống ECC và con sẽ cống cho ngày hai thằng lột này. Vì sắp rời hạ giới này nó vẫn còn đầy. Hãy trả con vật giống ECC và con sẽ cống cho ngày hai thằng lột này. Thằng bóp dài đứng nhất là Rick Joy thì
là linh hồn. Chửi mấy thằng chuyên đi ăn cắp flow khi Hazel băm hàng long ngơ thật kinh hồn. Tại sao lại nhắc tên Rick Joy đây ta, là Rick Joy có involve, có liên quan gì đến cái beef này không? Theo cái thông tin, những cái gì thông tin sơ bộ mình biết là hình như là không đúng không? Chỉ có Linh Thổ với là Gothic là hai cái nhân vật chính thôi. Sao nhắc tên Rick Joy nhỉ? Như mình nói, nếu mà các bạn biết rõ về cái beef này, các bạn comment phía bên dưới nhé. Mà nhưng mà theo thông tin mình biết là không có Rick Joy thì phải. Má đúng kiểu Gothic không sợ, không ngán, ngán hài luôn á. Nhưng mà, you gotta chill, my man. You sure you want this? Rick Joy thì đúng nhì là linh hồn. Chửi mấy thằng chuyên đi ăn cắp flow khi Hazel băm hàng long ngơ thật kinh hồn. Chửi mấy thằng chuyên thông bật rap nhưng mà chim anh em mà mày cứ thoải mau. Mày cũng phát đi thi kinh hồn rap nhưng mà cả đội mày có thằng nào nổi đâu. Đéo tư cách để chửi chuyên thông bẩn, linh thuận bullshit mà ăn dần. Đéo tư cách chửi người khác rap ngu khi mà mày từng đi bỏ đít thằng măng trần. Đéo tư cách chửi danh dự người ta, group fan say tay mày tự phá. Linh yêu và sẽ không bán làng, nếu làng đéo được giá. Lũ nhóc khoái đã tự thấy bom giải vì nó nghĩ như thế sẽ khiến mình ngầu chẳng. Bác chửi tóc đầy vũ như lông lồ, chỉ thằng linh thuận băng luôn quả đầu xoan. Tổ độ khác biệt duy nhất trong rap Việt nghèo hèn đến mức phải bán cả group fan. Sao nhãn hàng thuê chúng mày ăn cất có cái linh thuận cũng xung phong làm mukbang. Hai năm trước mày vẫn là bạn tao, hóa ra kịch bạn mày soạn thảo. Có gan láo thì tao đi phản pháo, đâu mày tao chẳng vào bằng vần như đoạn đao. Thằng làng này nghèo rách đéo đủ ăn, sao sẽ bán anh em bị fan để qua ai. Disneyland giờ đéo ai đang cai, fan của mày đéo có bốc cứt mà ăn nhai. Đi ra ơi, anh cần tiền mua cơm thì anh cứ nói. Nhà em cũng nuôi rất nhiều chó nhưng mà em chưa bao giờ để con chó đói. First round mày chưa chết thì tao vẫn còn rất nhiều bài để triển thêm. Cần tiền thì đứng cạnh Pretty Six, tao còn cho xếp vào mà cần phải biển lên. Let's go, Pretty Six. You know, you know, man. Mình vẫn tôn trọng. Mình không có mâu thuẫn gì. Outro mà vãi cả lồn. Đi con mẹ mấy thằng đầu bồi nứng căng này. Xong rồi kiểu tao chỉ muốn ra mixtape thôi mà. Let's go. Tới ra mixtape của mình, mong các bạn hãy đón nghe nhé. Yêu các bạn nhiều lắm, đi con mẹ chúng mày. Và nếu chúng mày muốn chửi tao thì chửi bây giờ đi. Đi mẹ chúng mày, tuổi lũ. Oh my god. Wow. Oh god. Như thế nào nhỉ? Wow, kiểu hai bài hát, hai cái thái cực rất là rõ ràng luôn. Một bên là xài, con biết rất là old school. Và như mình nói mình rất là thích. Một bên là xài, con biết rất là căng, rất là đậm chất gothic, những cái lyrical rất là nặng. Và kiểu có nhắc đến Rick Joy thì mình cũng đang kiểu hơi bị confused, hơi bị chưa hiểu một tí xíu là tại sao lại nhắc đến Rick Joy. Rick Joy có liên quan đến cái này hay không, hay là chỉ kiểu nhắc vậy, kiểu ta không quan tâm, ta không sợ ai, ta thích thì ta nhắc thôi. Thì nếu mà như vậy thì wow, lại một respect cho con thích về cái việc mà về cái việc mà tao không sợ ai hết, tao thích nhắc thì tao nhắc à. Thì như mình nói là về round 1 thì các bạn nghĩ các bạn thích ai hơn, mà round 1 ai sẽ là chiến thắng? Đối với mình thì mình vẫn chưa có quyết định được, tại vì như mình nói là cả hai bên xài hai cái con beat nó mang hai cái màu sắc nó khác nhau. Và đối với bài Linh Thuận, mình khá là bất ngờ khi mà sử dụng mỗi con beat rất là old school. Và ở thời điểm hiện tại, kiểu nhạc đồ cái thứ là những cái new wave, autotune, đóng tune, trapping rồi bla bla bla, thì rất là thích một cái con beat old school như vậy. Và Gothic thì nói chung mình chưa có quyết định được. Các bạn hãy comment phía bên dưới ai là người chiến thắng cho round 1 nhé. Ok. Và như mình nói, nếu mà các bạn biết rõ về cái beef này thì hãy comment phía bên dưới những cái thông tin về cái beef này để mình có được nhiều thông tin hơn và để mình đỡ phải đi kiếm. Ok. Và chắc là bây giờ mình phải đi ăn sáng đây, tại vì hiện tại là cũng khá là sớm. Và hãy đón chờ cái reaction tiếp theo của mình cho cái round 2, chắc là vào ngày mai hay là ngày mốt gì đó thôi. Ok. Thì ở thời điểm hiện tại là đã có bài hát Vân Đình và Anh Không Bán Làng rồi. Ok. Và sorry, mình ra cái reaction nó khá là trễ, nhưng mà vì tình thương mến thương của các bạn nên là ok. Và chúc các bạn sẽ có được một ngày thật là vui vẻ. Ok. Và mình mong là mình đã đem lại một tí xíu năng lượng tích cực cho các bạn rồi. Và chắc là reaction của mình đến đây thôi. Ok, peace and I'm out. Always stay hydrated, guys. Bye.